25.000 à? Rồi, thì đã ăn bánh mì đây này. Kéo ra kia, kéo ra kia. Đứng dậy hộ cô. Đây để nguyên này. Giỏi thế nhỉ?
hả? Ăn cái này. Ăn nè. Ăn cái này. Ăn, ăn sợ uống nước nhé. Nước này. Các em lên trên kia bẻ nhé. Trên kia xong kính. Bẻ nhanh ấy nhỉ? Lúc đồng hồ vui rồi. Nhanh con. Lèo nho nhỏ. Em bảo có ngay thôi không nước. Dạ. Cẩn thận nhá, chị đổ lên. Ăn bánh mì này này. Em, ăn bánh mì.
tí không? Nha. Đây, túi đây này, để rơi này. Rồi đây. Ô, giỏi thế, nó lại nhiều. Ta đây hơi con đi bán tí. Ờ. Đi bán được cẩn thận nhá, đường đi khó lắm ấy. Đi đi, con đi. Đi bán về sớm nhá. Cháu 25.000 à? Yeah.
cô à? Tháng này nhiều tiền không? Đây là mệt lắm à? Nè 30, 40, 50, 70, 80 nghìn. Giỏi thế. Được 100 nghìn rồi, mua được 1 chai nước nữa. À, mắt. Chị ơi, cô à? Em ôm tay về đây đúng. Đấy. Ngồi dưới cây rồi đây. Mình đi ra mình lại mới lại cái này, chị cậu uống nước mình lăng nóng nóng nước ở ngoài nước ở ngoài, đi ngồi một tí lại lại.
Mai đi làm á? Con đi xe vào mâm các con. Mình không mâm này. Con nữa. Con nữa. Con nữa. Lấy mấy cái bao kia dài lên. Lấp lấp lên mọi chị. Không mưa đâu em ạ. Từ trưa luôn. Hai chị em chia nhau nhé. Về xong rồi đổi tiền lẻ chia nhau. Còn các chị về chia nhau hộ em ấy. Không có tiền lẻ. Ba người. Chị ừ, đổi chị em với các chị em. Em cảm ơn các chị nhé. Đi ăn nhiều con chim. Đi làm ăn càng tốt. Đi ăn nhiều càng ngon. Nó tốt cho sức khỏe. Chân đen hết rồi. Đi làm với cô mệt lắm ấy nhỉ. Mai ở nhà thôi. Cho đi nhá.